Ô, các bạn ơi, mình đây đứng trước cửa của cái hotel mình đang ở này, Sentido Maria, ở cái bãi biển Golden Sands của nước Bulgari. Đây cửa vào trước nè. Đây, hotel này là gọi thấy là Sentido, 4,5 sao đó. Đây là cửa đi vào này. Chỗ reception này. Đây, hotel này có được bằng khen này chứ. 2018, 2019, 2020, 2022, 2023. Hotel này sạch sẽ ghê á. Đây con đường này là đường đi người ta đi lấy khăn, khăn để trải ngoài bãi biển á. Là có cái băng, có cái băng để người ta trải nằm phơi nắng rồi tắm biển ngoài bãi biển. Đây cái sảnh đường phía trước, còn đi thẳng ra ngoài ra bãi biển. Đây là những người khách người ta mới tới, hoặc là khách người ta bữa nay người ta chờ để người ta đi đi về. Rồi đây có những cái người về văn phòng writer, người hướng dẫn viên du lịch của các cái công ty của các nước. Ở đây họ giới thiệu về tour du lịch. Hello em ơi. Còn đây là cái sảnh để mà người ta ngồi chơi, ngồi giải lao, hoặc là trò chuyện, hoặc là uống nước rồi kia ra ngoài terrace cũng được. Đi ra ngoài này là ra ngoài nhìn xuống biển rồi. Để mình ra đây này xem các bạn xem, ví dụ như ai mà khách mà hút thuốc đó, thì người ta ra đây nè. Đó, có những cái bàn có đồ gạch tàn. Đó, người ta hút thuốc. Nơi này đó, bãi biển ngoài á. Trong phạm vi này là cái chỗ mà để cho con nít có tắm chơi, nhỏ có tắm chơi. Rồi chỗ có liều trước đó là chỗ người ta lấy nước, cốc tay, cà phê, rồi trà, rồi nước ngọt, rồi có chỗ lấy kem. Đó. Rồi ra ngoài là có những cái băng các bạn thấy á, ngoài đó cái băng ghế nằm á, có cái dù luôn á, là của hotel này nè. Là cái khăn đó mình lấy mỗi ngày thay đổi khăn thì mình lấy ra mình trải trên này mình nằm phơi nắng tắm biển hứng gió. Còn con đường này buổi tối đi dạo giờ như khoảng chừng 2 cây mấy á, người ta buôn bán buổi tối, bán đồ lưu niệm rồi quà tặng rồi ba cái đồ trong chục supermarket á, áo đồ này kia các loại luôn. Giải này là toàn là hotel không à, giải này là toàn hotel không. Bãi biển này như là đẹp á, ở Bulgaria là cái bãi biển này rất là đẹp. Nó sóng bữa nay là các bạn thấy sóng nó dần dần tắm dễ chịu lắm, mà nhiệt độ rất là thoải mái, nhiệt độ dễ chịu lắm, 26-27 độ, nó không quá nóng mà cũng không có lạnh, độ rất là dễ chịu luôn. Bờ biển này thì nếu mà chạy thẳng lên đây nữa chừng khoảng chừng 100 cây số là lên cái bờ biển của nước Rumani cũng có bờ biển này thuộc gì biển đen luôn, biển này là biển đen mà.
thì nước Romania nè, Bulgaria nè, rồi là Ukraine nè, cũng thuộc nằm trong đi thông ra Biển Đen nè, rồi là bán đảo Crimea của Nga nó chiếm á, là cũng thông ra Biển Đen này. Từ Biển Đen này nó có một cái nhánh sông chạy cặp theo cái lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ á, là đi ra biển Địa Trung Hải đó. Hotel này là nó có cái chỗ đổi tiền luôn á, thành ra là các bạn nào mà đi du lịch qua bên nước Bulgaria là không cần phải đổi tiền trước đâu, đổi sân bay này nó rẻ hơn. Mà đổi ở địa phương này, đi ra ngoài tối đi dạo ngoài đường này thiếu gì chỗ đổi tiền nhiều lắm. Là cái lúc mà những ngày mình đi là 1 euro là 1,86 leva đến 1,96 leva. Đó, khoảng đó. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài nè các bạn. Đó, giờ mình đi ra ngoài nè. Bây giờ là khoảng 10 giờ 15 rồi, buổi sáng. Đó, được chưa? Bãi biển trước đó. Được chưa? Cuộc vui nào cũng tàn. Bây giờ hai đứa đang đứng ở phi trường sân bay Varna để check in bay về Đức. À, thấy không, hành khách vừa xếp hàng này, đông hay chưa? Đó, thấy chưa? À. Đấy, khách cứ đông hay không? Sân bay nó sạch sẽ gì đâu, không nhận đất nước Bulgaria. Rất là sạch sẽ. Một đồng của nó. Đây, bà ơi, kiểm tra hành lý rồi. Túi sách cá nhân rồi, bây giờ mình đi vô cái cửa để bay chờ bay. Đó, xong rồi. Thì các bạn ơi, sắp sửa lên máy bay rồi. Máy bay mình đậu sau này nè, đó. Thì, sắp đi chơi về Đức rồi, An ơi. Bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều rồi. Máy bay bay khoảng 7 giờ 5 máy bay về tới Đức, thì về tới nhà chắc khoảng 11 giờ khuya. Hôm nay sân bay này sân bay nhỏ. Thôi các bạn ơi, giờ mình đi lên máy bay các bạn ơi. Bây giờ là gần 7 giờ rồi. Đó, cuộc vui nào cũng tàn hết rồi. Đi lên máy bay bay về Đức. Hai thằng cục thang, cục thang. Đấy, mình không biết là máy bay nào đây. Đây là sân bay Varna á, của nước Bulgaria. Cái chừng lên lộn máy bay về Việt Nam rồi sao? Hả? Mình chứng máy bay đó rồi. Đấy, chứng máy bay đó. Hả? Anh mốt, phải lên đầu đi.
Ê, máy bay mình đi đi. Em ơi, từ từ em ơi. Từ từ cho anh ta lên trước thôi mà. Anh em trước anh đưa số vé đi. Đây mới lại cho được về Đức cái em mới lại. Mới lại nghĩ Ula tiếp đi. Đó. Đứng đây chụp cho vô hình đứng trước. Đây đứng chụp vô hình nha. Xuất ra đi, xuất ra đi. Đây, đây. Mình kiếm cái số 21 thôi. Cuối cùng các bạn ơi, cuối cùng đã lên máy bay rồi. Mình ngồi kế cửa sổ nè. Đó, thấy chưa? Hoàn thành cuộc đi chơi không? Đây. Hello các bạn ơi, máy bay đã di chuyển rồi các bạn ơi, từ từ chạy ra đường băng rồi. Bay từ từ bay ra phi đạo chính nha, để chuẩn bị cất cánh. Trên bầu trời nước Đức rồi, sắp sửa tới thành phố Köln Bonn rồi. Nhìn trên cao này mới thấy là bên Đức này là dân số họ ở tản mát ra hết, chứ không có tập trung nhiều như bên Việt Nam mình. Nước Đức này là dân số tản rải ra hết, rất là nhiều thành phố nhỏ. Dưới rồi đó. Đó, thấy chưa? Dưới là thành phố Köln nè, Bonn nè. Đó. Rồi thấy đường xe chạy nè, xa lộ ở dưới nè. Chiều.
Sobre 11 deeply inflamed tendons in your pseudo expansion of the panel in the outside of the panel above your receipt switched off. Doctor, what is the point of the panel? Sounds like that's been a bird scrutiny. Ai, xin bay khen bon. Nghe càng gọi là xin bay cô lồi. Gần lấy hành lý các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, giờ mình về tới sân bay Khơn Bôn. Bây giờ là đang chờ xe lửa để đi về nhà đây. Bây giờ là 21:40 rồi. 12 giờ yên tâm nằm trên giường. Đúng rồi, 12 giờ yên tâm nằm trên giường. Ok, không sao cả. Rồi, cuộc vui nào cũng chấm dứt nha. Đó. Đang chờ chuyến bus, chuyến xe lửa tới. Đang ngồi trên cái xe lửa. Chờ cuối là về nhà đấy. Về tới nhà. Phải chừng 40 phút nữa mới về tới nhà. Mừng lắm đó. Xong cái chuyến đi này về. Coi như là yên lành thì mọi chuyện đều tốt đẹp về nhà. Mừng lắm đó. Đang ngồi xe lửa.